Nhà đẹp Tân Á, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình 10 ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Tôi là Thế Anh, thì cứ đến hẹn lại lên. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu thiết kế mới, một sản phẩm mới, đó là ngôi nhà 2 tầng của anh Châu ở Yên Sơn, Đô Lương. Một ngôi nhà rất hiện đại, ngôi nhà phố. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm, tôi cũng nói qua với kênh YouTube của chúng tôi mà hàng ngày chúng tôi đưa lên đây những cái video chia sẻ các cái mẫu sản phẩm mới mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng. Thì các bạn hãy vào YouTube và gõ nhà đẹp Tân Á thì sẽ ra cho các bạn rất là nhiều những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới, mẫu nhà phố, mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà 2 tầng, 3 tầng, mẫu nhà hiện đại, mẫu nhà cổ điển, mẫu nhà tân cổ điển. Rất là nhiều mẫu, các cái mẫu nhà để cho các bạn theo dõi và tham khảo để lựa chọn một mẫu nhà phù hợp cho gia đình mình. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi kênh của chúng tôi. Thì ngoài những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới, chúng tôi còn có các cái video chia sẻ các cái quá trình giám sát trực tiếp các cái kết cấu chính quan trọng của ngôi nhà. Không những giám sát trực tiếp mà chúng tôi còn giám sát qua Facebook, qua Zalo, và giúp cho chủ nhà là hoàn thành ngôi nhà để đưa vào sử dụng. Thì ngoài ra chúng tôi còn có các cái video chia sẻ các cái nhà mà chúng tôi đang thi công trọn gói. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi kênh của chúng tôi để tham khảo và lựa chọn cho mình một mẫu nhà phù hợp với gia đình bạn. Các bạn hãy lên YouTube và đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ một cái video nào của chúng tôi đưa lên đây mới nhất nhé các bạn. Trở lại với ngôi nhà của anh Châu ở Yên Sơn, Đô Lương, là một ngôi nhà phố, một phong cách rất hiện đại với một cái hệ mái lệch hai bên, có các cái hệ bóng downlight chạy xung quanh, xenô bay ra rất là đẹp và sang trọng. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà vẫn là màu trắng, được pha với những cái hệ gạch thẻ màu gri phía trên cổ mái, và có các cái gơ chỉ âm cũng như phao nổi ở mảng tường và phía mặt mặt ngoài. Chúng tôi ốp các cái gạch thẻ màu gri xám, rất màu sắc, rất là hài hòa với màu trắng chủ đạo của ngôi nhà. Phía đây đây là hệ thống cổng hàng rào được liên kết và liên kết phía trước, và một hệ thống sân rất là rộng rãi để xe ô tô rất là rộng. Và mặt trước chúng tôi ốp đá màu gri xám, và các cái viên chỉ của cửa cổng chúng tôi ốp các cái gạch thẻ màu gri xám rất là hài hòa, có các cái cổ phân tầng và hệ thống lan can bằng kính cường lực rất là sang trọng. Hệ thống ban công chủ nhà có thể đặt các cái chậu hoa rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Về tầng ban công tầng 2 chúng tôi thiết kế một cái hệ lam làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu ghi nâu, và phía trên có hệ kính cường lực. Mặt trước chúng tôi có các cái phao nổi, có các cái phần gạch ốp bằng inox, có các cái chỉ âm và được sơn màu trắng, rất là màu sắc, rất là hợp
hợp và đẹp. Phía trên mái chúng tôi thiết kế hai hệ mái lệch với nhau, được lập ngói rất là vuông vắn và sang trọng. Phía cổng chúng tôi thiết kế cổng chính và cổng phụ. Hai ô thoáng, hệ thống hàng rào có các cái lan can rất là đẹp. Chúng ta hãy xem vào mặt bằng công năng của ngôi nhà. Ngôi nhà anh Châu là có chiều dài là 19,7 m và chiều rộng là 8 m. Đây là hệ thống sân, chỗ để xe ô tô, xe máy. Và lên đây là bậc tam cấp và đi vào sảnh chính. Đây là vị trí phòng khách, vị trí đặt bàn ghế ở phòng khách, vị trí để một cái bộ giống bằng gỗ. Vị trí này rộng 12,4 mét vuông, phòng khách là rộng 26 mét vuông. Đi vào tiếp là cầu thang, giữa cầu thang với phòng khách để bộ giống là ngăn cách bởi một cái hè lam bằng gỗ. Và phía đây là bếp, khu vực bếp ăn rộng 18 mét vuông, vị trí đặt tủ lạnh, vị trí đặt bếp ga và chậu rửa. Đây là chỗ đặt tivi, có một hệ lam đứng ở đây. Đây là một phòng ngủ, phòng ngủ rộng 13,3 mét vuông, vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo và có một cái hành lang, có một cánh cửa phụ đi ra phía ngoài. Và phía sau là hệ thống vệ sinh. Và đây là hệ thống sân rửa, hệ thống vệ sinh rộng 3,3 mét vuông. Và đây là cái hệ thống vệ sinh riêng của phòng ngủ rộng 4 mét vuông. Còn các cái tường xung quanh của ngôi nhà này chúng tôi thiết kế xây tường 22 tạo cho cái độ chống nóng, chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà. Đây là hệ thống cổng hàng rào phía trước của ngôi nhà. Chúng ta hãy xem mặt bằng công năng của tầng 2. Đây là mặt bằng công năng tầng 2. Bước lên cầu thang là có một cái hành lang, là có phòng ngủ thứ hai là 13,3 mét vuông, vị trí đặt giường, vị trí đặt tủ quần áo và cũng có vệ sinh riêng của phòng như ở tầng 1. Phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ thứ ba, vị trí đặt tủ quần áo, vị trí đặt giường và có cửa hai cánh đi ra phía ban công tầng 2. Phòng ngủ thứ tư rộng 12 mét vuông, vị trí đặt tủ quần áo, vị trí đặt giường. Và phía trước là có hệ thống phòng thờ rộng 13,1 mét vuông và có cửa hai cánh đi ra phía trước ban công. Còn đây là có một cái phòng sinh hoạt chung
và phía sau là hệ thống sân phơi, giá phơi đồ, vị trí máy giặt và vị trí vệ sinh cho cả cái tầng 2, vệ sinh chung cho cả tầng 2. Thì các cái tường của xung quanh của tầng 2 chúng tôi cũng thiết kế xây tường 2-2 tạo cho cái độ chống nóng cũng như chống ồn cho ngôi nhà. Các cái tường vách phía trong chúng tôi thiết kế xây tường 110 để tạo cho cái không gian trong phòng là rộng thêm, với cái mặt bằng công năng của ngôi nhà anh Châu này thì cũng là một ngôi nhà phố cũng rất là rộng rãi, với các cái hệ thống công năng đầy đủ, với một cái hệ thiết kế phong cách rất là hiện đại mới mẻ, và cũng được rất là nhiều chủ nhân lựa chọn để thiết kế và xây dựng cho mình một ngôi nhà. Hệ thống cửa sổ và các cái ô chợp chúng tôi thiết kế là bằng cửa nhôm si pha, lấy sáng rất là tốt và sang trọng cho ngôi nhà. Phía trên các cái đầu tường chúng tôi có các cái hệ bóng trang trí rất là đẹp. Cửa gỗ chúng tôi thiết kế là bộ cửa đi, cửa chính bằng gỗ lim Nam Phi. Thì ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà rất hiện đại mà chúng tôi đã thiết kế cho chủ nhà là anh Châu ở Đô Lương. Thì các bạn hãy lên YouTube mà chúng tôi chia sẻ các cái mẫu video mới để các bạn tham khảo để lựa chọn các cái mẫu nhà phù hợp cho mình, mang một cái phong cách rất hiện đại, sang trọng, mới mẻ nhất mà chúng tôi đã thiết kế và đang áp dụng thi công ngôi nhà. Thì các bạn hãy vào YouTube và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi và tham khảo để lựa chọn một ngôi nhà thật phù hợp cho gia đình mình. Thì các bạn hãy lên YouTube và theo dõi nhé. Thì rất vui vì các bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong những cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.